về để hỗ trợ về vận chuyển hàng hóa rất là đẹp. Hiện tại thì chúng tôi năm nay có đặc biệt là chúng tôi làm cái hình quả bưởi ngoài vàng và trong một vàng của toàn nước và có cả cái trong quả lô. Thực ra là quả bưởi thường của chúng tôi cũng đã bán dao động khoảng 80.000 tấn. Gần đây bởi vì chúng tôi hầu như là cũng đã tỏa sáng được khắp trên mọi miền tổ quốc, thứ nhất nhờ vào một là cộng đồng mạng, hai là nhờ vào thông tin báo chí để các anh em bên đài của các kênh để hỗ trợ về cái vấn đề truyền thông, vấn đề chính trị của chúng tôi đang tiêu thụ rất là mạnh các thị trường lớn, như có thể là thành phố Hồ Chí Minh, hai là Sài Gòn, ba là Quảng Ninh, Hải Phòng, và chúng tôi đang triển khai được một mô hình nữa.